Hello anh em, gần Tết là chiều anh em hết mực ha. Con này là vệ sinh bạc đạn này, chuẩn bị chơi Tết nè. Đó. Rồi còn con này vết ngàn bữa đăng bán cho anh em á, thì con này á nó còn full zin, nó là full zin, nó chỉ có bảo vệ các nước chống đổ rồi thôi. Đó thì bây giờ khách yêu cầu là vô cho khách một bộ xi nhan tích hợp. Đó, xi nhan tích hợp. Lát rồi mình sẽ mở cho anh em xem. Rồi cái này mình có sẵn, cái bát này mình có sẵn thì mình tặng luôn. Đó, bát này mình có cái gì thì mình cho cái đó, đỡ tốn tiền. Thì sẽ gắn cái bát này vô biển số này gập lên rồi xi nhan tích hợp vô. Đó anh em hình dung ha, chiều anh em hết mực luôn ha. Chỉ có shop Minh Baker là luôn ưu ái cho anh em. Rồi, chuẩn bị con này á là vô bộ chống độ thêm một cặp chợ sáng ngay chỗ này, khách yêu cầu như thế này. Rồi ok, chiều anh em luôn. Đó, lát nữa làm xong rồi sẽ quay clip cho anh em. Rồi con này là khách chơi mô tô nè, khách chơi mô tô đem qua mình dọn lại nè. Đó, dọn lại cho khách nè. Đó, vô bộ nhông sinh dĩ dàng rồi đó anh em thấy không, đi rất là êm, vệ sinh là full cục máy, vệ sinh full từ trong ra ngoài cho khách đó. Còn cái chỗ này là mình dọn lại cho đẹp đó, trước khách rồi đi hơi chạy xước rồi mình dọn đánh bóng lại đó. Rồi ok, xíu nữa quay cho anh em xem toàn bộ nha. Xe sao anh? Xe sao? Quay lại không, là ngại lên sóng thì quay lại thôi, em quay lưng thôi. Dạ. Sao? Thấy bên em dọn sao anh? À, giống như lúc mới mua xe từ trong hãng ra, tuyệt vời. Dạ, thì em dọn từ cái vỏ luôn á, từ cái vỏ xe là dọn hết, từ bên trong, còn hình clip là em gửi cho anh là ở trong là nó như mới luôn. Ok. Lại em xài cái dung dịch dưỡng lại hết á, cho nên giờ nó hơi trơn trơn, tại mình phải dưỡng lại hết. Đó, bộ nhông sinh dĩ này là nó rất là nhẹ nha. Đó. Ok. Nhông sinh dĩ vàng nó đẹp hơn đó, đẹp hơn nó, nếu mà mình đi ít thì nó đẹp hơn. Lại xe của anh á, xe của anh hồi đó nó bị mất zin chỗ này nè, ốc nó lên ốc bậy bạ. Em kiếm lại ốc này gắn cho anh. Nó mới chắc. Còn trước nữa là nó bậy bạ. Đó. Còn mấy chỗ này em xử lý lại hết như xe mới rồi ha. Rồi. Đặt trao chọn niềm tin á. Là em làm hết mình luôn á. Mấy con ốc này là chắc về là anh phải tháo ra. Tại vì ốc này nó nhựa, đi thời gian nóng lên nó hư hết. Nên anh tháo bỏ đi, không có quan trọng đâu anh. Rồi. Định hỏi anh tháo mà thôi để ảnh về anh tự tháo cũng được. Em định hỏi anh tháo mấy này ra. Mấy cái này để đó. Nó xấu. Rồi ok anh, cảm ơn anh nha. Mắc tay. Cảm ơn Minh. Đó, cho anh em coi xe. Hồi trước lúc anh em qua gớm lắm nha anh em. Tại quên quay cái lúc xấu rồi. Rồi sau 2 ngày mệt mỏi thì cuối cùng mình đã xong 2 xe. Thì đây, mình quay con Z1000 trước đi cho anh em. Con này làm chủ xe yêu cầu là làm đúc gầm với lại làm cái xi nhan tích hợp. Thì cái này có nhiều loại nha. Em bấm cộng vô cái này để anh mở cho anh em coi. Bấm vô, chấm điện thoại. Ừ. Thì cái này nó có rất là nhiều loại. Lấy ad đi ra biển số hả? Cái này nó rất có nhiều loại lắm nha. Mà cái loại này mình lấy loại ok nhất là mình lựa cái loại ok nhất. Có mấy trăm ngàn thôi. Còn cái loại này nó triệu mấy á, nó đẹp. Mở lên cho anh em coi. Mở lên cho chủ xe coi cho đỡ ghiền. Đó, đẹp chưa? Thấy không? Rồi, xi nhan nè. Đó, xi nhan nè. Đó, rồi ok. Đẹp không, đẹp không? Tắt mở lại nè. Cái này mình lên á, nhà mình lên luôn á. Đó. Rồi. Thì em quay bữa nào kêu chủ xe, dụ chủ xe coi clip này thì lên kiếm cái gương nha, gửi qua đây rồi mình lên luôn nha. Kiếm cái gương đi rồi mình mua cũng được, hoặc là anh em mua gửi tới đây mình gắn cho. Mình thấy gắn cái gương nó cho đẹp. Tại cái râu dế này thì nó cũng ít đẹp. Đó, rồi vậy nha, xong chiếc Z1000. Xong con này. Con này là giờ chủ xe mới chủ xe đây. Ở Trà Vinh anh em. Ở Trà Vinh thì yêu cầu mình lên cặp chợ sáng. Còn cái này là chủ xe có mặt luôn, là biết là mình khổ cực với cặp chợ sáng này nha. Bát chợ sáng là nó nhỏ quá, không được, là phải đi tìm cái khác. Là từ ngày hôm qua tới hôm nay luôn mới xong. Là em ở đây là em biết là hỗ trợ anh em là khổ cực với chừng nào. Nhưng mà vẫn làm vui anh em. Anh em gắn đồ chơi vô đẹp là vui. Mở luôn em. Mở chợ sáng anh cho anh em coi.
Rồi mở cái đèn trắng đó, đúng rồi. Ha, đẹp không? Thấy hài lòng không? Ok. Cái này là anh tư vấn em đúng không? Vâng. Đó, mà mình phải lắp gì nó mới đẹp. Còn cái bát của nó, mấy cái đồ kia gom lại. Rồi bây giờ mình sẵn mình xuống Trà Vinh luôn. Thì nhiều anh em nói á, là tại sao chơi mấy con xe mô tô này mà không lên luôn ngàn hay bự. Tại vì anh nói thiệt anh em, ở dưới tỉnh Trà Vinh của con em này á, bây giờ xe mô tô lỡ hư rồi muốn thay nhớt cũng khó nữa. Mấy xe bự bự như pin đúp rồi cũng khó nữa. Thì đi mấy con này nó tiện. Tại vì mấy con này á, cái phụ tùng của nó rất là đơn giản, cũng là dán mô tô nhưng phụ tùng của nó có thể xài chung với ẹt 155, cho nên á, mình có thể kiếm chỗ thay, sửa chữa bảo trì thì nó cũng dễ đó, chứ không phải là không có tiền đâu nha đại gia đó. Chứ không có tiền mà chơi xe nhỏ đâu, tại vì xe này rất là dễ bảo trì với lại bảo dưỡng nó dễ lắm đó. Vô cho trọng thêm cặp kính nữa nè, quá trời đồ chơi, đồ Vinh một đống luôn, rồi chuẩn bị chở về Trà Vinh luôn nè anh em. Đó, chở về Trà Vinh luôn. Rồi sao qua anh Minh nhiệt tình không? Ok anh nhiệt tình á. Quá nhiệt tình đúng không? Tai nghe không bằng mắt thấy, chứ anh em ở trên mạng anh em không có đánh giá được cái gì đâu. Nhiều khi nhiều anh em trên mạng nói không biết thì anh em qua đi rồi biết. Mấy cái này là mình làm là miễn phí công hết cho anh em luôn, mình chỉ lấy cái tiền là tiền mua cái này thôi. Có bảng giá đầy đủ, có cái hộp có ghi bảng giá đàng hoàng. Nè, mình là khách yêu cầu mua thì mình mua cho khách rồi mình hỗ trợ lắp giùm. Nè mấy cái này chắc em đem về có cần làm gì, làm mấy cái bát mà người ta cho thêm á mà không á nó được. Vâng. Cái này là mỡ bò. Đây bảng giá nè anh em. Đây là mình đi mua giùm á cho anh em đó. Mình là đầy đủ, không có anh không có lấy thêm một cái phí nào gọi là phí gì hết á. Vâng. Rồi ok. Ở đây đẹp đó anh em, cái công tắc nó cũng đẹp nữa nè. Công tắc đẹp cực đẹp. Công tắc đẹp à. Đó. Rồi thì nãy giờ anh em tin không, xe này mới cọc tôi mấy triệu à, chưa có chính tiền thôi, thiếu nữa lên xe anh em mình tính sao đi. Vâng. Cho nó gọn rồi vậy đi. Rồi ở dưới đó rồi có lấy nhớ lấy thêm nhớt rồi xíu nữa dặn nha. Vâng. Tại vì lấy về đó thay đồ này nọ cho dễ. Rồi ok, vậy là xong clip, xong một ngày vất vả của mình thì chạy lấy đồ cho thằng em, là cameraman á, là thợ là đi lắp, mình chạy đi lấy đồ, đi tìm đồ. Đó, đi tìm vất vả cực kỳ, cuối cùng cũng xong là vui. Anh mình vui là anh em cũng vui. Rồi con xe này về là anh em biết gì không? Ra là giao thông á, rất là khoái. Nhìn vô là thấy tiền, biết sao anh em? Đô bộ, biển số gầm. Rồi, vô là thấy tiền à. Con này đầy đủ đồ chơi rồi, ok. Hỗ trợ anh em vậy là xong rồi. Ngày hôm nay là mình phải giải quyết xong cái này là trở về Thủ Đức nè. Trở về Thủ Đức cho anh em, mình còn shop. Shop bữa nay duy nhất còn có chiếc CB 300 thôi em, lần đầu tiên trong lần đầu tiên ở shop mình á có trái thanh long, lần đầu tiên là trong shop là còn ít xe như vậy, còn một chiếc CB 300 thôi em. Vết ngàn này là sẽ về Kiên Giang, thì bây giờ chủ xe còn nghiên cứu có lên gì nữa không thì chủ xe sẽ liên hệ mình đó. Thì trước mắt ổng chỉ suy nghĩ được là cái đuôi tích hợp thôi, còn ổng lên gì nữa thì ổng cứ liên hệ mình là mình hỗ trợ cho ổng thôi đó. Thì anh em vậy hết mình vậy thôi là ok rồi. Rồi ok anh em ha. Chúc anh em một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe nha. Đó là những gì mà shop Minmaker đem lại cho anh em. Đó, hết mình cho anh em. Rồi, ok anh em có xe thì cứ liên hệ mình bán, hoặc là anh em mua thì cứ liên hệ mình nha. Bên mình luôn thu mua xe, tất cả các dòng xe, xe đẹp là mua hết nha anh em. Rồi ok, bây giờ mình sẽ xuất phát đi về Trà Vinh. Trà Vinh có gì ngon? Bún lèo. Ồ, bún nước lèo là Sóc Trăng mà. Bún cá kéo Trà Vinh. Rồi, ok, mình tranh thủ mình đi đây. Để công chửi thầm á, kêu hôm nay quán quay clip rồi chờ lâu quá. Mà vui lắm nè em, qua mua xe ở đây là vui cực kỳ ha. Rồi ok anh em.